sao Việt và những vật phẩm đấu giá thiện nguyện độc lạ. Mai Phương bán phương miện sau một tháng đương nhiệm. Mai Phương xin đấu giá chiếc phương miện của mình, bởi vì Mai Phương tin rằng khi chúng ta trao đi tất cả tấm lòng thì chúng ta sẽ nhận lại được những điều vô cùng đẹp đẽ. Lê Nguyễn Bảo Ngọc lăng xê hương vị bánh tét quê nhà. Mai Phương. Ngày 14 tháng 9 năm 2022, trên trang cá nhân của bà trùm Hoa hậu Phạm Kim Dung đăng tải thông tin các vật phẩm sẽ có mặt tại buổi đấu giá gây quỹ quyên góp cho những dự án nhân ái của Miss World và Miss World Việt Nam. Trong số đó có sự xuất hiện của chiếc vương miện từ Hoa hậu Mai Phương. Tuy chỉ mới đương nhiệm được một tháng, nhưng người đẹp đã có quyết định vô cùng bất ngờ khi đem vương miện cao quý của mình để đấu giá gây quỹ. Chia sẻ trên trang cá nhân, cô nàng cho biết chiếc vương miện như giọt nước tinh quý sẽ được trao về với đại dương để tiếp tục hành trình lan tỏa đến nhiều người xung quanh, mang lại sự ấm no đủ đầy cho những mảnh đời kém may mắn ngoài kia. Với quyết định trên, Mai Phương khiến cho mọi người không khỏi bất ngờ và xúc động. Đây là lần đầu tiên có một hoa hậu đương nhiệm đấu giá chiếc phương miện mà mình nỗ lực biết bao mới có được. Lê Nguyễn Bảo Ngọc. Á hậu 1 Miss World Việt Nam Lê Nguyễn Bảo Ngọc sẽ đấu giá một vật phẩm vô cùng độc đáo, chính là đặc sản bánh tét quê mình. Khán giả khi thấy món hàng này nằm trong danh sách chắc hẳn cũng không khỏi ngạc nhiên. Trước đó, người đẹp Cần Thơ có màn giao lưu cùng khán giả vô cùng ấn tượng và độc đáo khi gánh trên mình đôi quan gánh đầy ắp những đòn bánh tét lá cẩm, đặc sản đến từ quê nhà của nàng á hậu. Được biết ba mẹ của Bảo Ngọc đã mang hơn 300 đòn bánh tét và bưởi da xanh để đem đến buổi họp báo. Mỹ nhân sinh năm 2001 khiến mọi người thấy một hình ảnh Việt Nam hiếu khách với các món quà đến từ gia đình á hậu. Đương kim Miss Intercontinental 2021 đã vô cùng thích thú khi được Bảo Ngọc tặng những đòn bánh tét mà cô ấy chưa từng thấy bao giờ. Hương Giang. Hoa hậu Hương Giang từng gây chú ý khi tham gia đấu giá để mua cho bằng được chiếc đồng hồ hàng hiệu khảm kim cương lên đến 900 triệu đồng trong chương trình gây quỹ mua máy thở hỗ trợ tuyến đầu chống dịch Covid-19. Mỹ nhân chia sẻ rằng mục đích ban đầu của em là muốn đóng góp công sức nhỏ bé của mình để mua được nhiều máy thở gửi cho các bệnh viện, nên em hy vọng chiếc đồng hồ có thể giúp ích được nhiều hơn nữa. Ban tổ chức cũng có thể tiếp tục quyên góp được thêm nhiều máy thở hơn nữa. Nhưng ngay sau đó cô quyết định tặng lại sản phẩm này cho quỹ làm kỷ niệm chứ không mang về nhằm mục đích sử dụng riêng. Đây cũng là lần đấu giá kịch tính đến từng phút khiến khán giả và nhất là những người tham dự chẳng khỏi ngạc nhiên. Hương Giang được biết đến là một trong những nghệ sĩ sở hữu lượng theo dõi lớn trên mạng xã hội. Người đẹp có sức ảnh hưởng trong cộng đồng LGBT, nhân vật truyền cảm hứng cho đông đảo khán giả. Phương Nhi. Em gái quốc dân Phương Nhi quyết định kết hợp cùng người chị đồng hương Đỗ Thị Hà mang đặc sản nem chua Thanh Hóa nổi danh cả nước đi đấu giá. Đây không đơn thuần là buổi gây quỹ mà còn là nơi để giới thiệu những món ăn tinh túy của Việt Nam đến với tổ chức Miss World. Á hậu Phương Nhi gây ấn tượng mạnh với công chúng bởi nhan sắc khả ái. Cô nàng là một trong những thí sinh có gương mặt đẹp nhất Miss World Việt Nam 2022. Người đẹp sinh năm 2002 ở Thanh Hóa và theo học tại Đại học Luật Hà Nội. Mỹ nhân này có thể giao tiếp tốt tiếng Anh và biết tiếng Tây Ban Nha. Bùi Lý Thiên Hương. Bùi Lý Thiên Hương cũng từng có vật phẩm mang đi đấu giá vô cùng ý nghĩa, đó chính là bức tranh do chính tay mỹ nhân vẽ và đóng khung. Người đẹp không ít lần nghẹn ngào vì thương cho hoàn cảnh của một bé trai mồ côi được cô hỗ trợ tiền học tại buổi đấu giá của Miss Universe Việt Nam 2022. Bức tranh của Thiên Hương cũng được mua lại với giá cao và người chủ mới cũng quyết định tặng lại cho công ty chủ quản làm quà kỷ niệm. Bức tranh còn có chữ ký của đương kim Miss Universe 2021 Hana Sanhu và Hoa hậu Ngọc Châu với ý nghĩa nhân văn cùng câu chuyện xúc động. Vật phẩm đấu giá của Thiên Hương mang về số tiền 300 triệu đồng cho quỹ thiện nguyện của Hoa hậu Hoàng phủ Việt Nam. Sao Việt luôn khiến khán giả tự hào vì không chỉ có nhan sắc mà còn cả tấm lòng nhân ái. Dân tình cho rằng các hoạt động ý nghĩa nên được nhân rộng nhiều hơn để mọi người cùng nhau chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.